Xuân Hồng rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ show Lửa Hồng và những show Xuân Hồng thực hiện trong thời gian qua nha. Xuân Hồng nhận được không biết bao nhiêu email rồi điện thoại, quý vị cứ gọi hoài thôi à. Quý vị ủng hộ Xuân Hồng rồi quý vị thương mến những cái món ăn mà Xuân Hồng đã share với quý vị đó. Ví dụ quý vị nói cái chỗ nào giờ tôi đâu có biết những cái món đó đâu, tôi quên rồi, lâu lắm rồi. Giờ coi show Lửa Hồng tôi nấu được cho gia đình ăn vui quá. Và khi mà quý vị làm những cái món ăn của Xuân Hồng đó mà quý vị thành công, quý vị thích, gia đình cũng thích đó, là cái đó là cái phần thưởng vô giá của Xuân Hồng. Đó là thành Xuân Hồng thành công còn gì nữa phải không nè. Quý vị thành công là Xuân Hồng thành công. Xuân Hồng cảm ơn quý vị một lần nữa và hôm nay lại một món ăn chay rất ngon miệng Xuân Hồng kính tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng. Đó là món xá xíu chay. Xin mời quý vị vào bếp. Kính thưa quý vị, là món xá xíu chay dễ lắm, tương tự như xá xíu mặn. Cái món xá xíu mặn Xuân Hồng đã share với quý vị trên Cooking Show rồi. Có nhiều cô làm được rồi nói với Xuân Hồng là ngon hơn là ở tiệm tàu người ta bán. Nghe vui ghê. Chắc là cô thương em cô nói vậy chứ gì phải không? Nếu mà quý vị đã làm món xá xíu mặn mà thích rồi thì hy vọng quý vị cũng thích cái món xá xíu chay này. Để làm xá xíu chay thì quý vị cần có mì căn. Thì đây là khoảng 4-5 cây mì căn Xuân Hồng mua ở chợ về. Mì căn người ta làm sẵn quý vị, người ta mới ngâm trong một cái thau nước lạnh đó, trong chợ nào cũng có hết trơn á. Quý vị mua khoảng 5 cây nha, 5 cây mì căn. Quý vị mua về xả nước lạnh, rửa thiệt là sạch. Tại vì trong mì căn người ta ngâm lâu đó, mình nhiều khi cái mùi nó không có thơm rồi, nó không có sạch sẽ đó, mình phải rửa thật sạch. Rồi bây giờ Xuân Hồng để mì căn qua một bên. Xuân Hồng cái quan trọng nhất là mình pha gia vị để ướp xá xíu, tức là ướp những cây mì căn này. Và xá xíu chay mình cũng giống như xá xíu mặn, mình ăn với lại bánh mì, dưa chuột, dưa leo đó, ngò, ớt, đồ chua và nước tương. Nếu quý vị thích thì có thể nấu hủ tiếu mì chay rồi cho vài lát xá xíu chay lên cũng tuyệt vời, đẹp nữa quý vị. Thôi bây giờ Xuân Hồng với quý vị ướp gia vị nha. Nếu mà mình không có gia vị thì không ngon đúng không nè. Phải ướp, mà ướp làm sao cả là cả nghệ thuật, nấu ăn là cả nghệ thuật. Rồi đầu tiên quý vị cần có cái gia vị xá xíu. Cái gói gia vị xá xíu này chợ nào cũng có hết mà quý vị rất là quen thuộc đúng không nè. Cái loại này là ngon nhất. Quý vị nếu mà 5 cây mì căn như thế này thì quý vị dùng cho Xuân Hồng là một muỗng cà phê đầy xá xíu. Còn nếu quý vị làm nhiều thì mình cho thêm nha, cho nhiều hơn tùy theo mình thôi. Xuân Hồng cho một muỗng gia vị đầy nè, bột xá xíu, chắc Xuân Hồng cho thêm một muỗng nữa đi, tại cũng hơi bị ít. Rồi, Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa là với 5 cây mì căn, Xuân Hồng cho 2 muỗng cà phê gia vị xá xíu. Quý vị nhìn thấy cái gói này dễ thấy lắm, chợ nào cũng có hết nha. 2 muỗng cà phê bột gia vị xá xíu. Rồi, Xuân Hồng cho vào đây là đâu rồi, đường, nửa muỗng cà phê đường cát. Xuân Hồng không có cho đường nhiều đâu, tại vì trong cái gia vị xá xíu cũng ngọt ngọt rồi. Đồng thời hồi nữa Xuân Hồng cho nước Cocorico cũng hơi ngọt ngọt, cho nên Xuân Hồng không có cho đường nhiều. Đường nhiều quá cũng không tốt, cho nửa muỗng cà phê đường. Và 1/4, 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi, Xuân Hồng cho thêm vào đây là một muỗng cà phê bột nấm, tức là bột nêm chay. Cho nó đậm đà thơm ngon. Rồi chưa hết đâu nha, Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng cà phê, tức là một muỗng canh boro băm nhuyễn. Boro là cái mà hành tây đó quý vị, hành gọi là cái gì ta, lứt á, băm nhuyễn nha, mà nghe nói người ăn chay ăn được. Còn nếu quý vị không ăn được boro đừng cho vào, vẫn ngon như thường. Rồi Xuân Hồng cho vào đây là một muỗng cà phê tương ăn phở, tương đen nha. Quý vị phải có tương đen đó, không có tương đen không có ngon đâu. Một muỗng cà phê tương đen ăn phở. Rồi Xuân Hồng cho thêm vào đây là một muỗng cà phê dầu mè. Phải có dầu mè mới thơm nha quý vị. Xuân Hồng cho vào đây là một muỗng khoảng 1-2 muỗng cà phê dầu hào chay. Phải có dầu hào chay nó mới thơm ngon. Và cái xá xíu mình làm đừng có lạt quá, cũng đừng quá mặn, nhưng mà phải đậm đà nó mới ngon. Xuân Hồng cho thêm tí tí dầu ăn. Rồi bây giờ Xuân Hồng hòa tan lên cái hỗn hợp này. Xuân Hồng nhắc lại, để làm món xá xíu chay với 5 cây mì căn thì Xuân Hồng dùng 2 muỗng cà phê gia vị xá xíu, bột xá xíu đó. Nhưng mà để như vậy không cũng không có ngon đâu nha, mình phải thêm gia vị vào. Một muỗng cà phê tương đen ăn phở muỗng đầy đó, một muỗng cà phê bột nêm chay, rồi nửa muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi quý vị cho vào đây cho Xuân Hồng thêm là dầu hào chay nè, khoảng 2 muỗng cà phê
Rồi thêm cái gì nữa, dầu mè và một vật liệu không thể nào thiếu đó là nước tương. Quý vị cho vào cho Xuân Hồng khoảng một muỗng cà phê nước tương cho nó thơm thơm. Rồi đảo đều lên này quý vị. Thơm ngon quá. Bây giờ Xuân Hồng phải đi lấy chút xíu ngũ vị hương, phải có tí tí ngũ vị hương. Với 5 cây mì căng quý vị cho khoảng 1 phần 4 muỗng cà phê ngũ vị hương thôi nha, có ngũ vị hương nó mới ngon. Đây là ngũ vị hương của Xuân Hồng đây, xài chưa hết cái cức giấu giếm đi như thế này. Xuân Hồng lấy khoảng 1 muỗng, 1 phần 4 thôi nha, chút ti thôi quý vị, đừng cho nhiều quá nó hắc lắm, nhưng mà phải có chút xíu cho nó thơm ngũ vị hương. Rồi vậy là coi như gia vị quý vị đã xong rồi nha, những gì Xuân Hồng làm Xuân Hồng nhắc đi nhắc lại rồi đó. Thêm một vật liệu nữa là nước cocorico. Với 5 cây mì căng thì Xuân Hồng cho khoảng nửa lon thôi, nhưng mà quý vị biết sao không, cái da xá xíu phải màu đỏ đỏ mới đẹp đúng không nè, màu đỏ đỏ thì Xuân Hồng cho một giọt màu đỏ, tại vì nếu không có một giọt màu đỏ đó thì cái xá xíu của mình cái màu nó tái lắm. Xuân Hồng cho một giọt màu đỏ thôi, đừng có cho nhiều, quý vị đỏ lét nó cũng không ấy, nhưng mà phải màu nó tươi tươi. Rồi trộn đều lên. Bây giờ Xuân Hồng cho vào đây cái nước cocorico. Quý vị thích có cái nước sệt sệt để mình chấm bánh mì thì cho một lon, còn không thì cho nửa lon thôi nha. Đó, Xuân Hồng cho khoảng nửa lon nước cocorico hòa tan lên. Nếu quý vị cảm thấy cái màu nó lợt quá, có thể cho thêm một giọt màu đỏ nữa. Rồi bây giờ Xuân Hồng thả mì căng, hòa tan cái gia vị này tan ra, thả mì căng vào cho ngấm vô cái nước gia vị này. Tuyệt vời, quý vị thấy không, ngon chưa nè. Đó, với 5 cây mì căng mình dùng nửa lon nước cocorico với lại một giọt màu đỏ, nhưng mà nói thiệt Xuân Hồng thấy một giọt màu đỏ chưa đẹp đâu, Xuân Hồng cho thêm một giọt nữa nha. Đừng có nhiều quá nhưng mà đừng có ít quá, cái màu nó tái lắm. Đó, Xuân Hồng cho thêm một giọt màu đỏ nữa là 2 giọt màu đỏ, là food color quý vị. Mà cũng rất nhiều quý vị hỏi Xuân Hồng là mua cái bộ màu này ở đâu, trong này có đủ thứ màu nó đẹp không quý vị nè. Quý vị mua online nha, mua online quý vị đánh vào thai vào để mình search ra là food color thì ra nhiều màu đẹp lắm. Rồi bây giờ Xuân Hồng sao lấy food wrap chùm lại để qua một đêm trong tủ lạnh nha quý vị, phải để qua một đêm trong tủ lạnh cho những cái cây mì căng này nó thấm, thiệt thấm gia vị. Sáng ngày hôm sau ra quý vị bỏ lên chảo, quý vị khìa khìa cho tất cả gia vị nó rút vào cái mì căng, nó còn sệt sệt thôi. Thì quý vị lấy cái tray nướng, quý vị vớt hết mì căng ra cái tray, quý vị cho vào lò, quý vị nướng 5 phút thôi. Giống như cái xá xíu mặn đó, sau khi Xuân Hồng khìa không, khìa xong là phải bỏ vào lò nướng 5 phút cho nó thơm thơm, nó cháy cạnh, nó thơm thơm rồi mình thái ra mình ăn với bánh mì. Thôi bây giờ Xuân Hồng để cái này vào tủ lạnh qua một đêm nè, rồi đem đi khìa cho quý vị xem nha. Gọi là xá xíu chay. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm vẫn giữ màn hình của ngày hôm nay. Nhớ giữ màn hình ngày hôm nay, tí nữa Xuân Hồng sẽ tặng cho quý vị mỗi người một ổ bánh mì xá xíu chay ngon lắm. Chờ Xuân Hồng chút xíu, Xuân Hồng sẽ trở lại với quý vị. Quý vị muốn có một làn da xinh đẹp, tươi sáng một cách tự nhiên không? Đây là bí quyết của Xuân Hồng. Xuân Hồng đã tiếp xúc thường xuyên với hơi nóng, ánh sáng, truyền hình mà da Xuân Hồng không bị một vết nám, vết nhăn nào hết quý vị. Quý vị hãy nhìn xem. Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay cho Xuân Hồng 1-888-908-8118. 1-888-908-8118. Quý vị thân mến, bây giờ Xuân Hồng đem những cây mì căng ngập trong cái nước gia vị mà đã để trong tủ lạnh qua một đêm. Quý vị lấy cái chảo nè, cho mì căng cả nước luôn nha. Ngon là cái nước gia vị đây này, quý vị cho vào chảo, cho tất cả vào. À, nhớ lấy luôn cái nước rồi bật lửa lên nè. Khi mà cái nước nó sôi lên đó, quý vị hạ lửa nhỏ xuống để cho nó riu 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 riu. Mình khìa mà, khìa là sao quý vị? Khìa là mình để lửa riu 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 cho nó rút gia vị vào, nó còn sệt sệt đó, gọi là khìa. Thì mình khi nó sôi mình rút gia vị xuống nha, để cho nó lửa riu riu cho nó rút gia vị vào. Khi mà lâu lâu quý vị nhớ trở cây mì căng, trở như thế này để cho nó rút gia vị đều hai mặt của cây mì căng. Rồi sau đó thì sao, quý vị vớt hết mì căng ra cái tray nướng, đút vào lò ở 400 độ 5 phút đồng hồ mỗi mặt thôi, 5 phút đồng hồ mỗi mặt ở 400 độ để cho cái mì căng mình nó xém xém cạnh, nó hơi cháy cháy khét khét. Rồi mình ăn với bánh mì cũng ngon và ăn với hủ tiếu mì cũng ngon lắm. Gọi là mì xá xíu chay mà không ngon gì, không có thua gì xá xíu mặn đâu quý vị. Chờ Xuân Hồng chút xíu thì cho nó sôi lên.
nó rút gia vị. Ngọc sẽ bỏ lò cho quý vị xem. Quý vị thân mến, quý vị khìa những miếng mì căng, những cây mì căng với lại gia vị và xương hồng ướt đó. Quý vị khìa đến khi nào nước nó rút như thế này nè quý vị. Để anh Kim sẽ quay zoom in cho quý vị xem nha. Đó, nó rút lại nước như thế này đó, nó kẹo lại như vậy rồi đó. Thì mình mới là đem bỏ lò mình nướng nha. Mà hồi nãy trước khi xương hồng khìa cái mì căng đó, xương hồng đã turn on cái oven lên 400 độ rồi. Xương hồng đã cho cái lò nó lên nóng đúng 400 độ rồi. Xương hồng vớt những cây mì căng đã khi nước rút hết gia vị vào rồi. Ngon quá quý vị, đẹp chưa? Đó, mình xếp vào tray nướng nha. Rồi quý vị đút vào lò 5 phút thôi nha. Quý vị đừng ướp lên, đút vào lò lâu quá. Tại vì nó sẽ bị cháy đó. Cái này bây giờ nước đường không à, nó quẹo lại như thế này nó dễ cháy lắm. Quý vị đút vào lò khoảng 5 phút mỗi mặt. Sau đó quý vị trở qua mặt bên kia, đút lò tiếp 5 phút nữa là vậy là xong. Tại vì mình muốn những cây xá xíu chay này nó hơi khét khét một chút thiếu mới thơm đúng không nè. Rồi xương hồng bây giờ cho vào lò này quý vị, 5 phút nha, quý vị 5 phút mỗi mặt. Wow, thơm quá. Thơm lắm quý vị ơi. Xương hồng thấy là quý vị nên broil đó, broil là nướng lửa trên đó quý vị, 5 đến 10 phút nha, tùy theo. Wow, bây giờ xương hồng đem qua bên này. Quý vị nhìn thấy này tuyệt vời. Thấy xá xíu chay của mình tuyệt vời không quý vị. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa nha, những cây xá xíu này sau khi quý vị khìa cho rút gia vị còn lại sệt sệt giống như Xuân Hồng hồi nãy coi cho quý vị xem đó. Quý vị xếp những cây xá xíu ra mâm, quý vị cho vào lò và broil tức là nướng lửa trên khoảng 5 đến 7 phút mỗi mặt để cho nó khét như thế này, thơm ngon quá đi thôi. Rồi thôi bây giờ đói bụng lắm. Tuyệt vời, quý vị nhìn thấy những cây xá xíu của mình juicy ngon không? Thả cho quý vị xem nha. Đó quý vị thấy nè. Tuyệt vời. Đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngon lắm. Cái này mình nhét vào ổ bánh mì hay mình ăn với hủ tiếu mì chay cũng ngon lắm này quý vị. Ngon quá. Mì căng chay đó, mì căng là người ta làm từ bột đó. Rồi bây giờ mình khìa, mình ướp gia vị qua một đêm mình khìa ra như thế này. Nó dai, nó giòn, nó juicy. Không thú gì xá xíu mặn hết quý vị. Rồi bây giờ Xuân Hồng gấp ra cái dĩa nha. Ngon quá, quý vị nhìn thấy cái màu thôi biết ngon rồi. Rồi bây giờ quý vị thao này xếp những cái cây xá xíu này còn nguyên lên đây cho nó hấp dẫn. Đẹp quá. Đó quý vị nhìn thấy hấp dẫn không? Xương hồng cắt thêm một cây nữa cho quý vị xem nha. Nóng quá, quý vị để nguội á mình cắt thì nó không có bị bể đâu quý vị. Nhưng mà tại vì Xuân Hồng làm show đó, nó còn nóng nóng như thế này Xuân Hồng phải cắt cho quý vị xem rồi chứ không thôi là mất nhiều thời gian lắm. Tuyệt vời, quý vị thấy nè. Và cái món này đó Xuân Hồng tặng tất cả các quý vị nào mà ăn chay nha. Nhiều khi mình ăn chay kiêng thịt kiêng cá hoặc là ăn chay mà tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các Phật tử chùa Phước Huệ bên Texas á. Mấy cô mấy chị thương lắm, thương Xuân Hồng lắm, mấy chị nói là mấy chị thường thường là mấy cô coi xong là rủ nhau là làm món đó rồi đem lên chùa rồi là email cho Xuân Hồng kể, Xuân Hồng nghe Xuân Hồng xúc động lắm. Em cảm ơn các anh chị chùa Phước Huệ nhiều. Rồi bây giờ Xuân Hồng làm cái món mì xá xíu chay này tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng luôn. Đó. Bây giờ Xuân Hồng sẽ làm một ổ bánh mì xá xíu chay để tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng, đặc biệt là các Phật tử của các chùa, đó là chùa Phước Huệ, chùa Lâm Viên, chùa Lâm Thiên Tự, nhất rất là nhiều chùa. Tại Xuân Hồng đi chùa gặp các Phật tử thương Xuân Hồng lắm. Cảm ơn quý vị nha, nhìn cái xá xíu chay tuyệt vời đúng không? Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy một ổ bánh mì nè, nóng giòn, vừa thổi vừa ăn. Một đồng 4 ổ ở đây, ai mua không? Nói chứ bánh mì xá xíu chay Xuân Hồng ngon chết luôn, sao đồng 4 ổ vậy ha? Phải là 4 đồng một ổ thì may ra mới bán, năn nỉ mới bán. Rồi Xuân Hồng làm bánh mì bán chơi cho quý vị nha, kiếm tiền sống lây lứt qua ngày. Rồi Xuân Hồng lấy cái dao nè, xẻ ổ bánh mì ra, mình dài dài đúng không quý vị? Chiếc leo để mình nhét ổ bánh mì đó. Nói đến đây thì Xuân Hồng thèm những ổ bánh mì mà ở bên mấy cô bán trong cái xe đẩy ở Sài Gòn quá à. Ngay lại đường đó quý vị ngon lắm.
Đó, dưa leo thì quý vị thái dài dài theo dọc thái quả như thế này. Rồi bây giờ Xuân Hồng đã có bánh mì rồi. Xuân Hồng cho dưa leo vào. Cho những lát dưa leo vào nha. Cho những lát xá xíu lên. Tuyệt vời, ngon quá. Bánh mì xá xíu chay nè quý vị. Cho nhiều nhiều chút ăn nha. Mình làm ở nhà mình ăn thấy thích lắm. Cho đồ chua nè quý vị, nhớ cho đồ chua nha. Không có đồ chua là không ngon đâu, nhất là bánh mì đó. Đồ chua là củ cải cà rốt muối chua đó quý vị. Xuân Hồng thích nhiều đồ chua, cho nhiều đồ chua chút xíu. Rồi lấy mấy miếng xá xíu ra nhìn cho hấp dẫn. Rồi bây giờ mình cho thêm mấy miếng ớt ăn phở nha quý vị. Tuyệt vời. Wow. Bánh mì xá xíu chay nhìn không thua dịu như mặn, cho thêm miếng dưa leo. Rồi ngò. Phải có ngò chứ, phải không nè. Không có ngò là mất ngon rồi. Hết sảy. Công nhận nhìn không thua gì bánh mì thịt mà mặn hết trơn á. Đó. Nhớ ăn chay ngon đừng có bỏ Xuân Hồng đi tu nha. Mà nói thiệt, đi tu mà không biết trong đi tu có được coi sổ lửa hồng không, coi sổ lửa hồng làm sao có mất ngon nữa. Rồi giờ xịt nước tương nè. À, xong rồi quý vị ơi, xong một ổ bánh mì xá xíu chay tuyệt vời. Xuân Hồng để đây nha. Quý vị thân mến, quý vị thấy cái xá xíu chay của Xuân Hồng tuyệt vời đúng không? Chưa ăn nhưng mà quý vị thấy Xuân Hồng ướp rồi làm, cách làm như thế nào ngon lắm. À, trong cái chảo của mình còn một ít sốt đó quý vị, cái sốt sệt sệt đó. Quý vị nếu mà thích, quý vị cho vào cho Xuân Hồng khoảng nửa chén nước súp chay. Quý vị mua một lon nước súp chay thôi, quý vị cho vào nửa lon nha. Trộn đều lên, vặn lửa lên cho nó riu 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 riu, nó sôi lên, nó chảy cái nước sốt đó ra, nó hòa quyện. Mình dùng cái sốt đó để mình chan vào ổ bánh mì mình ăn cũng ngon lắm. Còn hồi nãy Xuân Hồng dùng là dùng nước tương xịt vào cũng ngon. Rồi bây giờ Xuân Hồng ăn thử một miếng xá xíu chay coi nó ngon như thế nào. Rồi mình sẽ ăn thử một miếng bánh mì chay như thế nào, bánh mì xá xíu chay. Quý vị thấy một ổ bánh mì chất lượng như thế này thì không nơi nào có hết, chỉ có quán của Lửa Hồng mà thôi. Bây giờ Xuân Hồng phải ra quán bánh mì nha quý vị. Ai bánh mì nóng giòn không? Quý vị nghe hơi bị hay đó. Đừng có nói Xuân Hồng bỏ nghề nhà hàng đi bán bánh mì nha. Thôi Xuân Hồng ăn thử một miếng xát xíu rồi chào tạm biệt quý vị nè. Tuyệt vời. Wow. Ngon lắm quý vị. Ngọt ngọt, mặn mặn, đậm đà. Mà cái mì căn cũng giòn rụm mà nó giòn sực sực sực, ngon lắm. Ăn với ổ bánh mì có ớt, có ngò, có dưa leo, có đồ chua mà thịt nước tương hoặc cái sốt như thế này thì Xuân Hồng nghĩ là ngon lắm. Xuân Hồng làm kính tặng món này cho tất cả quý vị nha. Quý vị làm xuyên làm món này vào ngày rằm hay mồng 1 để cho các Phật tử trong chùa ăn cũng vui lắm. Cảm ơn quý vị nhiều đã ủng hộ show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua, ủng hộ show làm đẹp của Xuân Hồng nữa, ủng hộ bộ kem dưỡng da Saraderm và ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng. Rồi lúc nào cũng mong muốn quý vị luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Và cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong cái show Lửa Hồng lần sau với nhiều món ăn ngon hơn thế này nữa. Ồ mà quên, không phải đâu, hẹn gặp lại quý vị trong cái show làm đẹp lần sau nữa, vừa Lửa Hồng vừa làm đẹp luôn. Mình sẽ gặp nhau hàng ngày hàng giờ. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Chắc quý vị cũng đồng ý với Xuân Hồng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp. Và để có gương mặt đẹp thì điều trước tiên phải có làn da mịn màng tươi sáng. Xuân Hồng xin giới thiệu với tất cả quý vị bộ kem dưỡng da Sanaderm được bào chế tại Hoa Kỳ với một công thức rất đặc biệt, thích hợp với tất cả các loại da và thích hợp cho mọi lứa tuổi. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng về làn da mịn màng tươi sáng của mình. Sanaderm, đồng hành cùng sắc đẹp.